Đặc quyền khi trở thành người nổi tiếng là được đi du lịch Hàn Quốc. Ở khách sạn cao cấp, được lo chọn gói, được tặng quà quá trời, đặc biệt nhất là không có tốn tiền. Đó là thiệt luôn nha mọi người, cái nghề của mình nó khá là bận. Đôi khi tụi mình không có thời gian để ăn, để ngủ, để nghỉ. Nhưng mà đối với mình được bận bịu cũng như là cái việc mà được vùi đầu trong deadline là cái việc mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì thời buổi này có công việc đã là may mắn lắm rồi mà đúng không? Và đợt này thì mình nè, anh Khôi Mỹ Duy và chị Diệp Lê được nhãn hàng Declare mời sang tận Hàn Quốc để tham gia một campaign live siêu lớn. Mang tên là Incentive to Và vừa lên xe thì mọi người coi nè, Declare chuẩn bị cho mình rất là chu đáo ha. Và mọi người coi nè, Declare Global đã chuẩn bị cho mình một cái sự surprise ngay từ hồi trưa. Đến tối thì hiểu rồi, tôi quá là bất ngờ nha. Khách sạn tụi mình ở là nằm ngay ngã tư của gọi là quận Gangnam hả ta? Dạ, bà cũng biết rồi đó, Gangnam là một cái nơi của người giàu, à không, của giới siêu giàu siêu. Và đây là view phòng của tôi hồi đêm hôm qua nè. Cái cảm giác mà mình ngủ mở màn xong rồi sáng hôm sau ánh nắng nó hắt vào, à không má, hôm nay lạnh quá không có nắng, quên. Và đã một cái như này là nhà Declare đã chuẩn bị cho mình với rất là nhiều món skin care. Nói chung mình cảm thấy là tụi mình được chăm lo từng ly từng tí một luôn á. Trước đây á nha, khi mà chưa thành một influencer như bây giờ, tôi rất là ao ước là mình sẽ có những cái chuyến đi công tác nước ngoài. Thì tự nhiên bây giờ sau một khoảng thời gian chăm chỉ với lại cùng trộm vía, xong rồi tôi cảm thấy đúng là có công mình sắc có ngày đi với Declare. Mà mấy bạn biết gì nữa không, là trong chuyến đi này á, tụi tôi được lo từ A tới Z. Cho nên thực sự là mình không có cảm giác đây là một cái chuyến đi về công việc, mà thiên về là enjoy nè, healing, ăn uống nghỉ ngơi. Đặc biệt nhất á là được gặp với lại mấy anh mấy chị. Tại biết sao không, trong nguyên một đàn tôi nhỏ nhất nên lúc nào mình cũng sẽ được cưng chiều nhất. Giờ quan trọng nè, vào đúng 15:30 chiều mai là chiều thứ bảy ngày 9 tháng 12 đó mấy bà, sẽ có một phiên livestream độc quyền với Declare tại Hàn Quốc. Và tất nhiên là sẽ có sự xuất hiện của rất là nhiều sản phẩm bestseller từ nhà Declare. Nhưng mà bà hình dung nha, là Declare đã cho tôi sang Hàn chơi nè, dẫn đi ăn đi uống quá trời. Thì chắc chắn rồi mọi người ơi, cái giá ngày mai của Declare cho tôi vẫn sẽ là giá tốt nhất từ đó đến bây giờ mà tôi ra từ nhà Declare luôn. Và ngày mai quà tặng độc quyền sẽ là mấy cái lừa xinh xinh này nha. Và đây là vị cứu tinh của mình. Để tránh trường hợp sốc nhiệt thì tụi mình phải luôn luôn dán miếng dán dưỡng nhiệt. Bây giờ thì tôi đi chơi nữa đây mấy bà ơi.